Máy bay Mi-171 vốn được biết đến là loại máy bay trực thăng hiện đại chuyên dụng trong việc cứu hộ cứu nạn ở Việt Nam do Nga sản xuất, cho phép bay được trong mọi điều kiện thời tiết, khả năng cơ động cao ngay cả ở địa hình hiểm trở. Trực thăng này có thể chở được 37 người hoặc hàng hóa nặng 4 tấn, đạt tốc độ bay 250 km/h, trần bay là 6.000 m, công suất là 2.200 mã lực. Mi-171 trọng lượng dẫm khoảng 7.500 kg và trọng lượng cất cánh tối đa của máy bay lên đến 13.000 kg. Ngoài các chức năng thông thường như báo bão ngoài khơi, bay tuần thám phát hiện các hiện tượng thiên tai, vận chuyển, Mi-171 còn được lắp đặt các thiết bị thông báo tín hiệu cấp cứu, tìm kiếm, treo cẩu người và hàng hóa trên mặt đất, mặt nước, phát hiện và chống cháy, chống khủng bố. Cái máy bay Mi-171 đó là máy bay chuyên dụng để cứu hộ cứu nạn. Nó được trang bị các cái cẩu treo chuyên dụng, đấy rồi là có loa để thông báo, có đèn chiếu để mà tìm kiếm cứu nạn trong đêm. Đây là cái phương tiện mà hiện tại mà nói là Việt Nam để cứu hộ cứu nạn là phương tiện hiện đại nhất hiện nay. Những năm qua, trực thăng Mi-171 đã tham gia nhiều đợt diễn tập cứu hộ, cứu nạn quy mô lớn như diễn tập ứng phó thảm họa khu vực ASEAN năm 2013 do Việt Nam tổ chức tại Ba Vì, Hà Nội, tham gia vào công tác tìm kiếm cứu nạn máy bay MH370 của Malaysia mất tích. Dòng trực thăng này cũng nhiều lần cứu hộ cứu nạn thành công các trường hợp ngư dân bị thương nặng ở ngoài Trường Sa và đất liền chữa trị kịp thời.